Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em tôi sẽ lên bãi gọi là săn chuột mọi người. Thì anh em mời tôi nó và săn chuột có nào. Không biết có ra mỗi hôm mình lên đây thấy chuột trong kia nhiều lắm. Chuột ngày mọi người. Chuột ngày nó cũng đầy trong đấy nhưng mà mình không vào, mình vào sợ nó động. Sợ nó động hết. Nó động thì thôi, mình không vào nữa, để cho mình em nó vào này. Đấy, kia. Khá là rộng luôn. Nhà vẫn rất là chăm chú luôn. Mẹ. Này không thua rồi. Tại vì cái bụi rậm này, đây những cái bụi rậm này rất là nhiều chuột. Hóa lên đấy, anh chàng tôi này đi săn được con nào. Trước mình chó cái này được, không bao giờ chờ không biết nhỉ. Săn chuột ở kia. Xin chào tất cả mọi người. Này lâu lắm. Trong đấy khá là rậm rồi. Đang tìm chỗ kia nữa chứ đây đâu. Nó đang lủi, hài nó đang lủi trong đấy. Đang lủi. Đâu rồi? Từ chạy hơn chứ. Không đơn giản đâu. Bên cả một xiên đi một xiên. Nó bắn cái kia là khó trúng. Chuột nó nhanh lắm. Mình máu vào lắm nhưng nó bảo không đừng vào. Vào hai người sợ nó chạy. Động mọi người. Vào hai người sợ nó động. Kiểu trong này giờ trùng bong mới đấy. Đủ rồi. Xin nhờ. Có 4 cây đủ. Săn chuột bụi cây mới khó. Săn chuột ngoài đồng nó dễ mọi người. Săn chuột ngoài đồng nó dễ, còn săn chuột ở bụi rậm kia rất là khó, nó nhiều cây nó khó bắt. Còn săn chuột ở ngoài đồng thì mình cuốc ở ngoài đồng thì mình vụt thì nó dễ hơn, không chạy đâu được. Còn ở bụi kia thì nó chuột nó khôn lắm, nó cứ leo hết bụi nội bụi kia nó bắn nó khó. Đấy, thằng bé rũ dưới rồi. Nó chạy ở trong kia. Thì ở bụi này chuột nó nhiều cây nó hay ấy. Nhiều cây nó hay rụng hay truyền. Ui cô gái. Đi tuyết đây. Ui cô gái rồi. Kinh nhỉ. Bỗng không biết cô gái. Bỗng cái đang rồi. Xuống vườn hoang rồi. Không biết con nào không mà cặm cụi ghê. Bới các kiểu. Một thằng nữa ra. Hàng ra rồi con nào. Nó ăn gì không? Kìa, con nào vứt. Hai thằng già được con nào thôi. Khả năng mình phải ra mọi người. Khả năng mình phải ra thôi. Kiểu này không ổn à. Toàn chuột kiểu 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 kia thì không à. Đây mọi người, bụi nó khá là rậm luôn. Khả năng mình vào cùng queo mình vào, thôi. Kiểu giờ mới đằng kia thì khả năng không ăn thua rồi. Và đang hẹn mọi người ở video sau nhé. Giờ bây giờ mình sẽ vào mình thể hiện ra. Đợi hai thằng kia là lóng ngóng lắm. Chuột bỏ gì, tại vì chuột ở bụi đã đánh nó khó mọi người.
Thế nhá, giờ mình sẽ vào đó nhá. Hẹn mọi người đi ra khâu của mình nhá.